Vâng, hello. Thì hôm nay em Thịnh Bến Tre mình không có quay xe bán, nhưng mà hôm nay em Thịnh mình sẽ chia sẻ một số vấn đề. Thì anh em mình cũng biết rồi đó, thời gian vừa qua những cái giấy tờ hồ sơ rất là khó khăn. Rất là nhiều salon phải đóng cửa là do cái xe ô tô bán rất là ế và chậm. Và những cái xe lớn tiền bây giờ đang giảm giá rất là nhiều. Đó, nhưng mà mình quay mình chia sẻ cho anh em mình hiểu, mà không biết làm sao. Nhiều khi hồi sớm giờ mở cửa ra với mấy bữa nay á, thấy có nhiều anh em lên cái cứ lên vô xem xe. Cái vô nói trời mùa này xe bán khó lắm em ơi. Với xe rẻ nó em bớt 50 đi, em bớt 40 đi. Thật sự anh em mình nói ai kẹt tiền kẹt tiếng biết như Thịnh, thì nói chung cho dù kẹt kẹt thế nào cũng không giờ bán lỗ. Mình chỉ bán lỗ là lỗ cái lời. Giống như ví dụ chiếc xe mình mua 200, mình bán 220, 230 và lời 230, thì chi phí bảo dưỡng nè, chi phí mặt bằng nè, chi phí nhân viên nè, chi phí rồi sau này bảo hành cho người ta các kiểu nữa anh em ha. Thì lợi chỉ tầm 50 triệu. Mà có nhiều anh em vô giống như tầm xe 200 300, anh em vô tả 50 60, anh em nói giờ thời điểm này xe rẻ lắm. Em bán vậy đi em ơi. Mà thật sự mình cũng không biết nói làm sao nữa anh em. Cho dù gì khó khăn khó chứ giờ xe anh bán giá hợp lý, anh em đừng có quan trọng về vấn đề về xe mắc hay xe rẻ. Khi mình mua một chiếc xe, anh em mình em nói đây anh em suy nghĩ, một chiếc xe giống như cái tài sản mình vậy. Ví dụ mình mua một cái điện thoại xịn màn hình rin, ví dụ vậy đi, ví dụ cái iPhone 13 ví dụ vậy đi, màn hình rin giờ bán 20, ví dụ cái điện thoại màn hình lô bán 15 triệu. Nhưng mà có nhiều anh em không hiểu cái lại thích xe, thích 15 triệu như vậy, ví dụ thích cái điện thoại rẻ à, nhưng mà cái gì cũng rẻ là của hôi, không có gì mà rẻ mà ngon hết trơn anh chị. Có nhiều anh em cứ suy nghĩ là thấy rẻ là ham mua đó. Như thời điểm vừa qua mình có bán một chiếc xe Vios cho khách, mình có hai con Vios E đó, một con Vios E taxi, con Vios E gia đình, thì gia đình mình bán 220, một con Vios E taxi mình bán có 160 thôi. Mình kêu thôi anh ơi, anh lấy con E đi, thấy anh cũng lớn tuổi rồi, mua con gia đình chạy cho ngon. Thế thôi anh thấy xe này vừa túi tiền chạy ngon rồi, mà mình thì bán xe nào mình cũng lời, mình cũng nói thiệt luôn, em xe nào cũng lời cho anh ơi, anh cứ lấy xe ngon chạy đi, anh tin em đi. Không chịu, nói thôi anh lấy xe rẻ, xe rẻ chạy thấy nó ok hơn. Rồi xong cuối cùng về mình bảo hành được 3 tháng, hết 3 tháng nó cũng hư này hư kia, và cuối cùng mình thấy cũng tội nghiệp quá, mình cũng phụ chút đỉnh xe đó. Cuối cùng về em phải làm máy, làm máy hình như tốn tới gần 20 triệu, em phụ đến 10 triệu, là tính xe đó cái bán ra quỳ vốn luôn, không có lời luôn. Bởi vì mình khuyên anh em một câu quá, mình mua chiếc xe giống như anh em mình đã, những người mà anh em mình lớn tuổi và cứng tuổi và trung niên, nên mua những chiếc xe nào mà nó chắc mình chạy. Còn những trẻ 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 nhỏ tuổi như em á, mình mua chiếc xe về thấy mình về mình độ mình chế lên, mình phá xe hay mình chạy tập lái hay các kiểu, thì mình mua những xe đó được. Và những xe lỗi lỗi và giá nó rẻ hay xe taxi thì mua được ha. Còn lớn lớn tuổi nên mua những dòng xe chất, khuyên anh em luôn ha. Riêng em bên em thì nói chung là xe bên em bán đủ loại chưa, xe chất hay là xe thường, xe taxi, xe gia đình, xe lỗi nhẹ nhẹ cũng có. Nói chung mình bán đa dạng quá sản phẩm, tại mình bán là rất nhiều xe, cho nên anh em mình cứ qua lựa đi, em sẽ tư vấn nói rõ cho anh em mình hiểu, chứ không phải như chỗ khác đâu. Nhiều khi anh em đến chỗ khác anh em nói anh em bán xe gia đình không à, xe zin không à, không có xe taxi. Thật sự là đầy taxi luôn, người ta bán người ta đâu có nấu, người ta giấu. Mà riêng em bán có sao nói vậy cho anh em mình cho dễ xử. Và thứ hai nữa em chia sẻ với anh em mình luôn, có nhìn em bữa giờ vô mua xe xong cái bắt em em đi giao đi, em làm giấy tờ xong phải không, cái nói em bán bên em là chỉ bao ký thôi. Có nhiều em nói là em phải rút cho anh luôn đó. Mà mình hồi xưa giờ phương cho mình bán là mình chỉ rút, là rút so với những trường hợp là xe ví dụ ở biển số miền Trung miền Bắc giống như xe này biển 78 thì em sẽ là bán là sẽ bao cái hồ sơ cho anh em mình, hoặc là biển Hà Nội hay biển miền Trung gì đó em sẽ rút. Còn những chiếc xe mà biển miền Tây ở đây mình chỉ bao ký thôi, thì rút anh em phải trả phí ha. Thứ nhất, thứ hai nữa, có nhìn em cứ mua xe xong cái bắt mình giao, mình bán xe mình bán tại salon chứ mình đâu có giao đâu. Mình giao nó thôi giờ anh giao anh phụ tiền tài với tiền xăng đi. Có nhìn em vô nói là thôi em ơi không được em ơi, em phải bao giao luôn. Có nhiều chiếc xe bữa mình bán chiếc xe kia ngoài Bình Phước Bình Dương vậy, cái chốt xong làm giấy tờ xong hết cái kêu thôi giờ em phải giao anh chứ đâu biết chạy. Mình cũng biết nói làm sao luôn, mà cũng nhiều khách hàng khó tính thôi mình cũng chiều luôn. Khách hàng nào dễ người ta hiểu mình sẽ chia sẻ cho người ta hiểu hơn. Còn những khách hàng khó tính, người lớn tuổi á, người ta bắt mình phải giao, bắt mình phải rút, mà trong đó làm hợp đồng xong hết rồi, tiền nhận là biên lai biên bản rồi bán xe hết rồi, xong cái nói gì cũng được thôi giờ anh trả xe. Mà lúc đó một khi chiếc xe mình bán rồi làm giấy tờ rồi mà trả xe là mình mất duyên. Thành thử ra có nhiều xe mình bán luôn quỳ vốn bán luôn anh em. Có nhiều gặp mấy chú lớn lớn tuổi á, mấy chú không hiểu, cho nên cái này mình chia sẻ là không phải là mình phê bình hay mình đánh giá hay hết, mà em chia sẻ nó để bà con mình hiểu với em. Thứ nhất là những xe biển miền Trung miền Bắc em sẽ bao rút, còn phí giao xe là không bao giờ em bao phí nha anh chị nha. Giao xe ở đâu thì tính tiền ở đó, chỉ là bao giao trong tỉnh Bến Tre hoặc là trong phạm vi 20 km đổ lại ha. Thì hôm nay em Thành muốn chia sẻ để anh em hiểu hơn về vấn đề đó thôi. Rồi cảm ơn, chúc em buổi chiều vui vẻ.